Phật thầy Tây An là một nhà yêu nước ẩn dưới chiếc áo nhà tù. Ông vừa trị bệnh cứu người, vừa quy tụ nông dân nghèo khai hoang, vừa phổ biến tứ ân, mà trong đó là ân đất nước rất được chú trọng. Điểm đáng lưu ý nữa, đó là trại ruộng mà ông lập ra chỉ là hình thức. Thực chất, đây chỉ là căn cứ tập hợp nông dân để chống lại chính sách cai trị hà khắc của nhà Nguyễn. Sau này, khi thực dân Pháp đến xâm lược, thì những nơi ấy trở thành những căn cứ chống ngoại xâm. Nhiều tín đồ của ông đã trở thành nghĩa quân để đền ơn đất nước, mà cuộc khởi nghĩa Bảy Thưa năm 1867, năm 1873 do Trần Văn Thành, đệ tử của Phật thầy Tây An phát động là một minh chứng. Đặc biệt, giáo phái Vũ Sơn Kỳ Hương do ông lập ra đã có ảnh hưởng lớn đến lịch sử và chính trị tại Nam Kỳ từ giữa thế kỷ 19. Ngày nay, giáo phái có nhiều ưu điểm này vẫn tiếp tục tồn tại. Xin chia sẻ đến quý vị một lịch sử Phật thầy Tây An và giáo phái Vũ Sơn Kỳ Hương. Và bây giờ xin mời quý vị cùng xem và nghe qua. Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Huỳnh Tuấn Linh ạ. Ngày hôm nay chính là ngày 12 tháng 8 âm lịch, cũng là ngày chánh lễ lễ dỗ 168 năm ngày mất của Đức Phật thầy Tây An. Và hiện tại thì em đang có mặt tại Phước Điền Tự, ngày xưa còn được gọi là trại ruộng, nơi mà Đức Phật thầy Tây An lập ra để giảng đạo và thu nhận rất là nhiều tín đồ Bủ Sơn Kỳ Hương. Thì bây giờ em sẽ vào bên trong để quay để gửi cho tất cả cô chú anh chị mình cùng xem về Phước Điền Tự, tức là trại ruộng như thế nào nha. Giờ chúng ta cùng nhau vào đây để tham quan chùa Phước Điền Tự cái nhà mình nha. Phật thầy Tây An tên thật là Đoàn Minh Huyên, còn có tên là Đoàn Văn Huyên, đầu hiệu Giác Linh, quê ở Tòng Sơn, Cái Tàu Thượng, Tổng An Thạnh Thượng, tỉnh Sa Đéc, nay thuộc tỉnh Đồng Tháp. Phật thầy Tây An sinh ngày 14 tháng 11 năm 1807 và ông mất ngày 10 tháng 9 năm 1856, là người sáng lập ra giáo phái Bủ Sơn Kỳ Hương và được các tín đồ gọi tôn kính là Phật thầy Tây An. Vai trò là một tu sĩ, ông còn là một nhà yêu nước, nhà dinh điền đã có công khai hoang nhiều vùng đất ở Nam Bộ Việt Nam của chúng ta. Năm 1849, ở Nam Kỳ xảy ra một vụ mất mùa và đại dịch kéo dài đến năm 1850, đã làm cho nhân dân lâm vào cảnh cùng cực khổ và chết chóc. Trong hoàn cảnh ấy, ông Đoàn Minh Huyên từ Tòng Sơn vào Tràm Dư, rồi đến vùng Kiến Thạnh, nay là thuộc làng Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, chỗ tài trị bệnh cho dân. Từ chỗ chữa bệnh có kết quả, ông dìu dắt được nhiều bệnh nhân và người thân của họ nghe theo những điều dạy khuyên của ông. Thấy người tin theo ngày một đông, nên ngày năm ấy, năm 1849, ông đã sáng lập ra đạo Bủ Sơn Kỳ Hương với tôn chỉ và phương pháp hành đạo rất đơn giản. Nghe ông chữa bệnh bằng nước cúng, nước lã, bông cúng và đồng thời rao giảng đạo, nên quan tỉnh An Giang nghi ngờ ông là gian đạo sĩ, hoạt động chính trị nên bắt giam. Nhưng xét không có bằng chứng, phải thả tự do cho ông, xong buộc ông phải quy y theo đạo Phật, đó chính là phái Lâm Tế và tu tại chùa Tây An dưới chân núi Sam, Châu Đốc. Từ đó, ông được người dân tin tưởng rồi tôn kính ông là Phật thầy Tây An. Mặc dù ông bị chỉ định cư trú, xong ông vẫn đi lại khắp miền sông Hậu, phổ biến giáo lý tứ ân, đồng thời vận động dân nghèo khai hoang, dần hình thành bốn trung tâm dinh điền lớn, đó là Đồng Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp, Thới Sơn, Tịnh Biên, Láng Linh và Cái Dầu đều thuộc Châu Phú, tỉnh An Giang. Phật thầy Tây An viên tịch ngày 10 tháng 9 năm 1856, lúc 49 tuổi. Hiện mộ của ông ở phía sau chùa Tây An, Châu Đốc, và không đắp nắm theo lời yêu cầu dặn dò của ông. Và được tương truyền rằng Phật thầy Tây An có viết mấy quyển kinh kệ sau đây: Chuẩn Đề Chú, Thái Dương Kinh, Khai Kinh Kệ, Thái Âm Kinh. Ông có nhiều đệ tử giỏi như Đức Cố Quảng Trần Văn Thành, ông Tăng Chủ Bùi Đình Thân, ông Đạo Xuyến Nguyễn Văn Xuyến,
ông Đạo Lập Phạm Thế Trung và ông Đạo Thắng Nguyễn Văn Thắng, vân vân. Và đôi nét về giáo phái Bửu Sơn Kỳ Hương, rao giảng về Hội Long Hoa. Và theo truyền thuyết của giáo phái này thì Bửu Sơn là Thất Sơn, mà linh thiêng nhất là núi Cấm. Kỳ Hương tức là mùi hương lạ. Hội Long Hoa sau thời Mạt Pháp sẽ được thành lập ở đó để đón nhận những ai biết tu hiền. Trước thực trạng nghèo đói và bệnh tật triền miên, nghe nói Hội Long Hoa giống như cõi tiên tại thế, mà việc hành đạo lại rất dễ, nên người tin theo ngày càng đông. Và có thể nói Phật Thầy Tây An là người thứ nhất báo hiệu và đánh thức người đời rằng thời kỳ Hạ Ngương sắp mãn để bước sang thời Thượng Ngương, tức là thời kỳ Đức Di Lạc hạ sanh lập nên Hội Long Hoa. Và tiếp theo, đơn giản hóa đạo Phật. Người đến quy y sẽ được Đoàn Minh Huyên cấp cho một tấm lồng phái mang bảnh giấy màu vàng có ghi bốn chữ Bửu Sơn Kỳ Hương màu son, được truyền dạy giáo lý học Phật tu nhân, tức là noi theo giáo lý Đức Phật mà tu sửa con người, tích cực thực hành thuyết tứ ân, tức là ân, đó là ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân tam bảo và ân đồng bào nhân loại. Về việc hành đạo, tuy đạo này lấy Phật làm gốc, nhưng tín đồ đạo này không cần phải thờ tượng Phật. Trên thờ ngôi tam bảo, chỉ cần thờ tấm trần điều màu đỏ, không cần phải ly gia các ái, không cần ăn chay cạo râu tóc, gõ mõ tụng kinh, và không cần phải dâng cúng lễ vật tốn kém, chỉ cần bông hoa nước lã là đủ. Nhiều nhà nghiên cứu, trong đó có Sơn Nam, cho rằng đây là lối tu theo thuyết vô vi, tức là không chú trọng đến hình thức, không dụng tâm bày đặt ra cái này hay cái khác. Tiếp theo, đề cao tứ ân. Ngoài việc tuân theo thuyết vô vi và pháp môn học Phật tu nhân, Phật Thầy Tây An còn đề cao tứ ân. Đây là bốn ân lớn mà mỗi tín đồ Bửu Sơn Kỳ Hương phải hết lòng kính thờ và phụng sự. Có thể xem đây là nét tinh túy của đạo, bởi yếu lý này rất phù hợp với bản sắc của dân tộc Việt Nam. Tiếp đó là cổ suý khẩn hoan. Phật Thầy Tây An rất xem trọng việc khẩn hoan, làm rẫy ruộng để người hành đạo có thể tự túc được lương thực, không phải nhờ vào người khác mà để tu. Nhờ vậy đã dấy lên một phong trào khai hoang rộng khắp miền Tây Nam Bộ lúc bấy giờ. Theo lịch sử của tỉnh An Giang thì năm 1851, Đoàn Minh Huyên, tức là Phật Thầy Tây An, đã phân công các đệ tử là Trần Văn Thành, ông Tăng Chủ tức là Bùi Đình Thân, ông Đạo Xuyến tức là Nguyễn Văn Xuyến, thành lập nhiều tín đồ đi khẩn hoan những miền đất hoang vu, lập nên những trại ruộng như ở Cần Lố, Đồng Tháp 10, Láng Linh, Châu Phú, Thế Sơn, Tịnh Biên. Và nhờ đức tin mà những tín đồ đã bám trụ và khẩn hoan, biến những vùng đất đầm lầy, rừng rậm thành những vùng đất rộng lớn, màu mỡ. Sau này, đạo tứ ân hiếu nghĩa và đạo hòa hảo chịu ảnh hưởng sâu sắc về các yếu lý trên. Tiếp theo là chích sấm giảng. Cũng được tương truyền rằng Phật Thầy Tây An thường dặn các tín đồ và những người đến chữa bệnh bằng những câu như sau: dặn cùng già trẻ gái trai, giữ lòng niệm Phật lâu dài đừng quên, thảo ngay nhân nghĩa cho bền, thờ cha kính mẹ tưởng trên Phật trời, nói cho lớn nhỏ ghi lời, nhất tâm niệm Phật, Phật trời độ cho. Trao ai công quả cho dày, đất bùn quá thở mọc rầy hoa sen, màu thuyền đắc ý cùng màu, còn hơn chen chúc công hầu vương khanh. Tây phương trước mặt chẳng còn bao xa, cách nhau vì bởi ái hiền biển mê, dốc lòng niệm chữ từ bi, lấy đao trí tuệ cắt đi cho rồi. Và quý vị cũng vừa xem và nghe qua câu chuyện về Phật Thầy Tây An và giáo phái Bửu Sơn Kỳ Hương. Theo những câu chuyện vừa kể trên thì chúng ta kết luận rằng Phật Thầy Tây An là một nhà yêu nước ẩn dưới chiếc áo nhà tu. Ông vừa trị bệnh cứu người, vừa quy tụ được nông dân nghèo khai hoang, vừa phổ biến tứ ân mà trong đó là ân đất nước rất được chú trọng. Điểm đáng lưu ý nữa, đó là những trại ruộng mà ông lập ra chỉ là hình thức, thực chất
Đây chỉ là căn cứ tập hợp những nông dân để chống lại chính sách cai trị của nhà Nguyễn. Sau này, khi thực dân Pháp đến xâm lược, thì những nơi này trở thành những căn cứ chống ngoại xâm. Nhiều tín đồ của ông trở thành nghĩa quân để đền ơn đất nước. Mà cuộc khởi nghĩa Bảy Thưa năm 1867, năm 1873 do Trần Văn Thành, đệ tử của Phật Thầy Tây An phát động là một minh chứng. Đặc biệt, giáo phái Bửu Sơn Kỳ Hương do ông lập ra đã có ảnh hưởng lớn đến lịch sử và chính trị tại Nam Kỳ từ giữa thế kỷ 19. Ngày nay, giáo phái có nhiều ưu điểm này vẫn tiếp tục tồn tại. Và bây giờ em xin kết thúc video tại đây. Quý vị thấy hay thì cho em xin một lượt đăng ký, một like, một bình luận để em có nhiều động lực ra nhiều video hay hơn nữa. Và xin cảm ơn quý vị. Xin hẹn quý vị ở video tiếp theo.